Cái này mai vàng năm cánh nha bạn, mai truyền thống. Mình sẽ đi chung quanh cái tàn, xong rồi mình vô mình quay cái thân với cái đế cho bạn xem. Bạn nói chung vườn mai này của anh Út Chuồng các bạn ở Long Hồ. Mình qua cho bạn tham khảo rồi mình để số điện thoại của anh Út ở trên video các bạn, anh em tiện thể liên hệ nha. Gốc này là mai cổ nha các bạn, vô mình quay cái bộ đế cho các bạn xem, xong rồi mình đo cái thân luôn cho các bạn xem. Cái này, cái hoành này mình thấy quá khủng rồi, bộ đế đây bạn ơi. Này thuộc là mai cổ các bạn, gốc này mình nghĩ là có nó khoảng mấy chục năm, cả trăm năm các bạn. Đây mặt bên đây của một đế bên đây nữa bạn, đi xung quanh cho bạn xem luôn. Góc này có giao lưu luôn nha bạn, đây là mặt bên đây của góc này các bạn. Bộ đế nói chung là mình thấy quá dữ bạn ơi, nè cục cục này. Nói chung nó mấy cái ghế đế ra mà nó phụ cục cục vậy nè bạn, thấy là lạ sao. Anh nói mai này mai cổ nha bạn, cái này mình nghĩ hoành nó có khoảng 130 bạn ơi, hơn 130, nó xíu nữa mình đo cho các bạn xem. Thần nó đóng gông ghiêu luôn bạn ơi, mình quay tứ diện của cái bộ đế cho bạn xem luôn bạn. Anh em nào mà chơi mai cổ thì chọn gốc này các bạn. Giờ mình vô mình đo cái thân cái gốc mai cổ này cho các bạn xem các bạn. Nói chung mình đo được chỗ mà các bạn, cái ghế nó quá tay, 115 các bạn, 115 chỉ có một chỗ đo thôi, mình đế thì có thể nó có 150. Gốc này đế quá quá dữ các bạn ơi, quá đẹp. Này gốc thứ hai nha bạn, nói chung trong vườn nhiều gốc đó, mình quay cho các bạn tham khảo thôi. Rồi anh em nào mà thiện chí thì mình đến trực tiếp mình mua các bạn, trực tiếp mình xem. Gốc này mai xù các bạn, gốc này rất đẹp, gốc này tàn trên 6 mét nha bạn. Cái này mai năm cánh nha bạn, toàn bộ vườn của anh Út này là mai truyền thống, mai năm cánh. Gốc này mai xù các bạn, khá quái à. Gốc này năm cánh không, mai năm cánh không anh? Năm cánh sáu cánh. Dạ. Mai truyền thống, mai không có thác. Dạ dạ, mai này mẹ nó ủa cái chi cành này mình có sửa chỉnh sửa hả anh? Đó ông chủ, anh mua ông chủ không có sửa. Dạ. Về anh cắt thơ thơ mấy ông kia kêu cắt bỏ, anh không cắt để nguyên hàng. Rất là đẹp nha bạn. Tàn nghe nó cũng khoảng trên 6 mét rồi bạn, có 6 mét à.
chi cành thì mình thấy cũng đều các bạn. Cái này có chỉnh sửa rồi nha các bạn. Dạ không, bộ đế nè bạn, rất là dữ. Nói chung vườn của anh Út này mình có rất nhiều gốc nha bạn. Mình thiện chí mình đến trực tiếp đi. Mình đúng rồi, mình mua mai bạc 100 triệu mà mình phải tới vườn nha bạn. Mình tham khảo. Đúng rồi. Mẹ em thấy ở ngoài thì mình sẽ xác thực hơn đây. Rất là đẹp. Ở trong thời khi nó cũng màu màu ảo nha bạn. Đúng đúng. Ở ngoài mình xem cái gì mình xem ở ngoài đi, nó sẽ chắc chắn hơn. Lại tới vườn chắc cú. Quay xùi cho các bạn xem bạn. Thấy cũng khá hay rồi bạn. Con chỗ đòn này 72. Mình đo cái nhỏ trên cho các bạn xem bạn. Sáu mươi hai mai sùng các bạn. Mình qua gốc tiếp theo các bạn. Gốc này gốc số 4. Tàn này cũng có đang tạo cũng chỉnh sửa hả anh? Cái này hả? Dạ dạ. Cái này nó cao khoảng 3 mét ha. Trên 3 mét. Này cũng 5 cánh luôn ha hay sao anh? Cái này 6 cánh coi cái 8 cánh luôn à. Dạ. Vậy là từ từ 5 cánh tới 8 cánh. 8 cánh ít nha. Dạ. Này mai tàn nha bạn. Không, cái này bông lạnh lùng bông luôn. Bông lớn không anh? Hả? Bông lớn không? Mà bông cứ bằng quặng vậy, nội vườn có cái này dữ nhất. Dạ. Anh em mà chơi bông người chọn cái này nha bạn. Những bếp bài tuột của anh. Dạ. Buổi chiều rồi quay khi nó cũng không sáng luôn các bạn thông cảm nha bạn. Đây bông dữ lắm, ai mà chơi bông mà cây này họ đừng có nó hỏi bông. Cái này anh biết có bao nhiêu năm chưa anh Út? Không biết thì có anh mua người ta, không biết. Dạ, dạ anh gì vậy đây anh mình dâm này là bao nhiêu lâu rồi anh? Quá đỉnh. Nói chung là có đế đều nè bạn. Để chung quanh cho bạn xem luôn. Đây. Một thân lên thẳng mấy tấc nè bạn, mới đầm nhánh ra. Bộ đế này là khỏi bàn luôn rồi. Rất là đẹp. Trong vườn anh có rất nhiều gốc các bạn. Nói chung gốc nào mà thấy cũng khủng chưa. Bộ đế rất là đẹp. Mình chỉ quay một số thôi nha bạn, anh em tới tham khảo đi. Tàn trên 6 mét nha bạn. Tiếp tục qua mấy gốc tiếp theo các bạn. Nói chung giờ nhiều quá rồi mình quay mà chung chung thôi rồi anh em nào mà mình tới thật sự đam mê thì mình tới mình vườn của anh Út cho mình tham khảo nha bạn. Gốc này gốc quái nha các bạn. Tàn nó cao cũng trên 3 mét nha bạn. Mai này mai truyền thống. Rất là đẹp. Bộ đế nè bạn. Nói chung công vườn ảnh là cây đây. Mày gốc cổ các bạn, mai cổ. Rất là quái. Mà này có chắc có đầu đời các bạn. Thấy cái thân nó rất xù xì nè. 103. Thoát thân. Thoát thân 70.
quá đỉnh. Tiếp tục mình qua góc tiếp theo các bạn. Góc mình thấy quá đẹp này bạn ơi. Đây. Tàn nó khoảng 3,5 m các bạn. Cái này đá tao tàn các bạn. Rất là đều. Nói chung á mình quê mình thấy gốc nào cũng bủ đế này, nói chung là khổ các bạn luôn. Đây. Bộ đế quá đỉnh nha bạn. VIP luôn. Mình qua góc tiếp theo nha bạn. Góc này nó khoảng 4,5 m nha bạn. Chiều cao 4,5 m. Tàn ngang nó khoảng 3 m nha bạn. Đây là mai cổ luôn bạn ơi. Mai truyền thống 5 cánh. Đây. Đế mình thấy rễ rất là to các bạn. Cái thân của gốc mai bự này cho bạn xem các bạn. Gốc này hơi bị to. Một trăm lẻ tám nha bạn. Cao hơn gốc miếng rồi. Ok. Tại nhiều quá quay không xảy. Rồi anh em tới xem đi, trực tiếp xem. Gốc này nó tàn nó khoảng 4 m nha bạn. Tàn 4 m. Tàn ngang 3 m. Bộ đế đây bạn. Nói chung tại bị đóng gông nha bạn. Anh không có chạy gông nha, thấy gông nhiều quá. Bây giờ chạy gông nữa mình chăm chút là rất ok các bạn. Bộ đế này mình thấy cũng rất là đẹp nè. Rất là đều. Gan luôn. Đổ thân mình đo sát ở dưới cái đế luôn đây, gọt đầu mình sẽ đo lên cái chéo nhỏ trước. Đây hả? Nhiêu? 67. Rồi mình đo sát lên đây coi cái nhỏ trên luôn cho anh em tham khảo luôn. 43. Rồi ok, đó có thoát thân cho anh em tham khảo luôn rồi. Thoát thân ở đây thì 56. Ở đây thì 40. Rồi ok. Chỗ nốt cũng có kêu bán một cây quế đấy các bạn. Cái này chiều cao khoảng bao nhiêu nốt? Giá 5 m. 5 m anh. Cây này có bao nhiêu năm rồi anh? Không biết. Không biết lắm. Dạ. Anh mua người ta là của ông nội của người đó. Cả trăm năm chưa anh? Đó, trồng 2 cây mà, chứ ông bỏ tới cây. Cái này kêu bằng thế gì anh nốt?
cái tàn á, em thấy đều quá trời đều nè. Cây kêu cây cổ luôn mà. Mình quay cái chi tàn của rất là đều. Rồi mình liên hệ với anh Nút để có biết giá cả nha các bạn. Cây này kêu cây cổ luôn mà. Có từ đó câu đời.